Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Audio. Cuối tập trước, thấy từng trần vậy mà lại tu luyện trong chiến đấu, định đột phá cảnh giới thánh chủ, làm cho nhân vương thánh chủ không khỏi kinh hãi. Nhưng ngay sau đó thì lại cười lạnh nói, ngươi muốn đột phá cảnh giới thánh chủ để hóa giải nguy cơ của bổn tọa sao, cũng không khỏi nghĩ quá nhiều đi. Lấy tu vi hiện tại của ngươi, muốn đột phá thánh chủ, một cái thánh mạch thánh chủ cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi chứ. Từng trần nghe vậy thì cười nhạt một tiếng. Ai nói hiện tại ta sẽ đột phá thánh chủ? Hơn nữa, hiện tại thánh mạch trên người bản thiếu không đủ, nhưng giết chết ngươi trực tiếp thôn tính nhân vương phủ của ngươi còn có các phủ vực khác của vấn hàng thiên không phải là đủ sao trong lòng nhân vương thánh chủ phát lạnh lông tơ toàn thân đều dựng thẳng lên bởi vì hắn trong nháy mắt giật mình tỉnh lại nếu như mình thất bại để từng trần nhận được thánh chủ của mấy đại phủ của bọn họ thật sự có khả năng đột phá đến cảnh giới thánh chủ đến lúc đó tiểu tử này sẽ mạnh đến mức nào nhân vương thánh chủ hoàn toàn không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng liều chết lao lên nhân vương thánh chủ tấn công càng mạnh bởi vì hắn biết từng trần đang cảm ngộ ở trong chiến đấu thử cảm ngộ đạo thánh chủ của mình cho nên muốn quấy nhiễu đối phương bởi vì một khi trong cảm ngộ phân tâm hậu quả tạo thành vô cùng đáng sợ không thể đột phá là nhỏ một khi tổ hỏa nhập ma chẳng phải là cho mình cơ hội đánh chết đối phương sao nhưng tần trần lại vô cùng thông dong tổ hỏa nhập ma sao đây căn bản là ở trên người hắn không tồn tại hắn đang cảm ngộ đồng thời trên thân vậy mà bắt đầu toát ra đạo đạo lôi quang cảm nhận được lôi đình pháp tắc trên người tần trần ánh mắt quảng hàng cung chủ lại lần nữa ngưng lại lộ ra quan mang khác thường là nguồn lực lượng này chính là nguồn lực lượng này thân thể cung chủ quản hàng cung đang run rẩy nàng mặc dù đã chứng kiến qua pháp tắc lôi đình trên người tần trần nhưng lúc đó cũng không có cảm nhận quá sâu hiện tại cảm nhận được lập tức càng thêm rõ ràng cũng càng thêm kích động ngược lại nhân vương thánh chủ nhíu mày hắn đương nhiên không nhìn ra được sự đặc thù của pháp tắc lôi đình trên người tần trần dù sao lực lượng lôi đình lực phá hoại cực mạnh thiên giới tu luyện lực lượng lôi đình không phải là rất nhiều nhưng cũng không phải là không có trong nháy mắt khi pháp tắc lôi đình xuất hiện trong cơ thể tần trần bắt đầu xuất hiện biến hóa kinh thiên động địa trong ý thức hải tất cả lạc ứng linh hồn đều đang sinh ra lột xác linh hồn từng trần dẫn đầu có biến hóa khí tức phát ra phản phất có thể chấn động vạn cổ thương khung đồng thời thân thể cũng bắt đầu lột xác một cách quỷ dị phản phất thức tỉnh một loại lực lượng thần bí nào đó giữa bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm nổ vang phản phất như có thiên kiếp đang hình thành nhưng ngẩng đầu lên lại không có cái gì việc này quá kinh người rõ ràng từng trần còn chưa đột phá cảnh giới thánh chủ đây chỉ là cô động ra một chút hình dáng ban đầu của đạo thánh chủ có thể vừa xuất hiện đã khiến thiên địa thay đổi sắc mặt phát ra tiếng nổ vang có thể thấy được mô hình ban đầu của thánh chủ chi đạo này đáng sợ đến mức nào trong thiên địa này không có thiên đạo mạnh nhất chỉ có đạo thích hợp với bản thân mới là đạo mạnh nhất đột nhiên trong lòng từng trần có một tia hiểu ra thân thể của hắn có một loại cảm giác đói khát cực độ giống như muốn hấp thu lực lượng vô tận một loại đạo thánh chủ trong cõi u minh muốn lặng yên thành hình không tốt từng trần lập tức dừng lại đột phá của mình hắn có một loại cảm giác nếu hiện tại mình trực tiếp trùng kích thánh chủ không có đủ thánh chủ thánh mạch nhục thể của hắn bởi vì không hấp thu được đủ lực lượng như vậy sẽ trực tiếp thông vệ tinh huyết của bản thân sinh mệnh và bản nguyên thậm chí ngay cả linh hồn đến lúc đó hắn sẽ hồn phi phách tán hài cốt không còn thánh chủ đột phá nguy hiểm trùng trùng không phải tùy tiện là có thể đột phá từng trần lập tức ngừng cảm ngộ hiện tại cảm ngộ của hắn đã đầy đủ chỉ thiếu tài nguyên đây cũng là một mục đích quan trọng khác giúp hắn trở về thiên giới tuy tần trần không trùng kích cảnh giới thánh chủ nhưng từng trần có thể cảm giác được thánh chủ chi quan trong thân thể mình càng thêm lấp lánh khí chất cả người càng thêm siêu thoát thực lực cũng có tăng lên kinh người rõ ràng không có gì đột phá nhưng tần trần chính là có loại cảm giác này ngay sau đó thân hình tần trần nhanh chóng lao ra hóa thành một tia chớp lực lượng kinh khủng phát động trong nháy mắt hắn liền đi tới trước người nhân vương thánh chủ tay trái tản mắt ra đạo thánh chủ cuồn cuộn quấn quanh nắm đấm đánh tới một quyền này nhanh vô cùng làm cho nhân vương thánh chủ thất kinh tốc độ của tần trần vậy mà tăng lên nhiều như vậy trong lúc kinh sợ nhân vương thánh chủ lập tức thôi động thần phù nổi giận gầm lên một tiếng nổ bắn ra một đạo quang mang kinh khủng hướng về phía tần trần phản kích hai cổ lực lượng va chạm dưới tiếng nổ vang kịch liệt thần quan kia bị từng trần trong nháy mắt bạo liệt ra mà thân thể từng trần không động khống chế phép tắt thời gian chỉ một lát hư không hỗn loạn một chút nắm đấm của từng trần vậy mà quỷ dị xuất hiện trước người nhân vương thánh chủ không tốt nhân vương thánh chủ thét lên một tiếng kinh hãi nhưng đã không còn kịp nữa hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài bên trong thánh thể tản ra ánh sáng đây không phải là hắn muốn phát uy mà là thân thể đều bị nứt ra mới dẫn đến bản nguyên tràn ra đám người huyết dương phủ chủ vừa chiến đấu vừa cảm nhận được tình huống nơi này không khỏi giật nảy cả mình từng người một hoảng sợ lúc trước tuy từng trần tuyệt sát thánh chủ nhưng không ai không mang theo thành phần đánh lén hơn nữa còn là hắc kiếm quỷ dị trong tay dựa vào lợi khí thần binh lần này bất đồng từng trần là chính diện tiến công hơn nữa sau khi oanh nổ luồng sáng thần phù kia dư âm công kích một quyền đã đánh tan thân thể nhân vương thánh chủ tuy không chết không thể so sánh với tuyệt sát nhưng vẫn khủng bố khó hiểu như cũ giúp ta nhân vương thánh chủ vội vàng rốn to máu của nhân vương trong thân thể bạo phát thanh âm hoảng sợ toàn lực thôi động thần phù thế nhưng thần quan kia rất nhanh đã bị thần bí kiếm trị đánh cho nổ tung nhưng cũng hơi hơi ngăn cản từng trần tiến công đồng thời cũng có kiếm khí không hiểu xuyên thấu đến lập tức để lại vết thương trên người nhân vương thánh chủ hồn của nhân vương thánh chủ sắp không còn hắn chưa từng gặp phải hiểm tình như vậy lại chật vật như vậy một kiếm của từng trần không trúng lại xuất kiếm chém tiếp mà lúc này đám người thần chiếu giáo chủ vội vàng chạy tới lún cuốn tay chân xuất thủ tương trợ đồng thời huyết hải do huyết dương phủ chủ biến thành lập tức quấn lấy nhân vương thánh chủ muốn rời khỏi nơi này bọn họ hoàn toàn sợ hãi không dám tiếp tục chiến đấu với từng trần nữa nhưng bọn họ lập tức biết cái gì gọi là tuyệt vọng cái gì gọi là tự tìm đường chết từng trần căn bản không thể ngăn cản tay trái bộc phát ra lực lượng kinh thế từng đạo quy tắc chi lực khủng bố trút xuống tay phải thì vung kiếm rỉ thần bí chặt đứt tất cả quy tắc cùng lực lượng tức khắc một cổ lực lượng đáng sợ lập tức chém vào trong biển máu huyết dương phủ chủ rống to máu tươi toàn thân từ trong biển máu hiện ra lúc này đây thương thế của hắn càng nặng cả người trọng thương trên người chảy ra máu tươi không ngừng được đồng thời một cổ lực lượng âm lãnh bắt đầu không ngừng tràn vào trong thân thể của hắn người đã muốn chết vậy trước tiên giết ngươi tần trần cười lạnh hắn cường thế xuất kích hóa thành ánh chớp chém về phía huyết dương phủ chủ lập tức những người khác vội vàng xuất thủ muốn giải cứu huyết dương phủ chủ cho rằng hiện tại chính là lúc môi hở răng lạnh đặc biệt là nhân vương phủ chủ hắn lập tức khống chế thần phù nhằm vào tần trần nhưng mà lúc này tần trần lại một lần nữa thôi động thi hài chiến tộc một bóng người đáng sợ ngăn cản trước người tần trần ngạnh sinh xin chống đỡ công kích này thay hắn mà thanh kiếm trị thần bí trong tay tần trần dĩ nhiên nhưng cơ hội này lại một lần nữa bổ xuống huyết dương phủ chủ gầm lên liều mạng phản kháng hóa thành huyết hải bốc lên nhưng tay trái từng trần liên tục thi triển thần quyền sau khi mấy quyền đánh xuống huyết dương phủ chủ lập tức không cách nào ngăn cản trong lúc lui lại hiện ra thân hình kiếm quan hiện lên đầu lâu huyết dương phủ chủ trong nháy mắt phóng lên tận trời thoát ly thân thể của mình cao cao bay giữa không trung từng trần cầm kiếm dị xét thần bí trong tay vẻ mặt lạnh khốc ba đại thánh chủ còn lại đều hoảng hốt bốn người bọn họ liên thủ ngăn cản nhưng vẫn để cho tần trần dễ dàng giết chết huyết dương phủ chủ chuyện này có ý nghĩa gì nếu như tần trần muốn ra tay với bọn họ bọn họ cũng khó may mắn thoát khỏi trong lòng nhân vương thánh chủ hoàn toàn hiện ra tuyệt vọng bọn họ nhìn tần trần lại nhìn u thiên tuyết lại nhìn thi hài chiến tộc trong lòng đột nhiên sợ hãi vô cùng đến bây giờ rất nhiều thánh chủ liên thủ thực lực đối phương càng đánh càng mạnh mà người của bọn họ càng đánh càng ít mấy người vốn còn ôm ảo tưởng hiện tại trong lòng triệt để hiện ra tuyệt vọng trong lúc đó mấy người liếc mắt nhìn nhau đột nhiên xoay người bỏ chạy bọn họ cũng không muốn bí mật trên người tần trần nữa cũng không muốn lấy chí bảo và truyền thừa trên người hắn yêu nghiệt như tần trần không cách nào hình dung vẫn là đừng có ý đồ với hắn có chuyện tốt như vậy sao tần trần lạnh lùng nói tay trái thò ra không gian quy tắc lập tức thi triển ra quấn về phía mấy người lập tức thân hình ba đại thánh chủ đều dừng lại một chút cùng lúc đó quy tắc thời gian của tần trần cũng một lần nữa thi triển giam cầm phương hư không này khiến cho thân hình mấy người bị đình trệ mà lúc này lại đình trệ lại cho mấy người tần trần cơ hội bá một chút trực tiếp phong tỏa ba người chư vị chúng ta liều mạng với bọn họ nhưng vương thánh chủ hét lớn một tiếng hai con ngươi đỏ như máu giận dữ với thần chiếu giáo chủ và ngọc minh phủ chủ giáo chủ thần chiếu giáo cùng phủ chủ ngọc minh phủ đều thi triển ra chiến lược mạnh nhất từng người thiêu đốt tinh huyết cùng thọ mệnh muốn lao ra khỏi nơi này bởi vì bọn họ cũng biết hiện tại tất cả mọi người đều đã đến hoàn cảnh nguy hiểm nhất mà nhân vương thánh chủ thì lại là khống chế thần phù rõ ràng không có cùng bọn thần chiếu giáo chủ xuất thủ mà là nắm lấy cơ hội nhằm về phía thi hài chiến tộc muốn đánh lui thi hài chiến tộc thoát khỏi nơi này ánh sáng thần phù kia đánh bật thi hài chiến tộc ra sau một khoảng không gian mà nhân vương thánh chủ chính là bắt lấy cơ hội này chạy đi thần chiếu giáo chủ và ngọc minh phủ chủ kinh sợ làm sao cũng không nghĩ tới vào thời điểm này nhân vương thánh chủ vậy mà sẽ lợi dụng bọn họ thần chiếu giáo chủ ngọc minh phủ chủ bản tọa sẽ báo thù cho các ngươi nhân vương phủ chủ hét lớn lập tức chạy ra khỏi vòng vây ngươi có thể chạy thoát không thế nhưng một giọng nói như ma quỷ vang lên từng trần vốn còn đang thủ hộ ở một bên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trước người nhân vương thánh chủ nhưng vương thánh chủ bị dọa đến hồn đều sắp không còn vội vàng xoay người một cái muốn từ nơi khác lao ra ngoài chỉ là vừa mới xoay người trong hư không xuất hiện một tòa cung điện là tử tiêu đấu xuất cung trong nháy mắt trấn áp xuống phịch một tiếng chứng cho nhân vương thánh chủ lui lại từng trần khống chế thần bí kiếm trĩ nắm lấy cơ hội kiếm khí tung hoành kinh sợ không trung lập tức xuyên qua nhân vương thánh chủ nhân vương thánh chủ ngơ ngác nhìn kiếm trĩ thần bí xuyên thấu ngực mình thần sắc kinh sợ khóe miệng có máu tươi chảy xuống vốn dĩ binh khí của thánh chủ bình thường cho dù là xuyên thủng thân thể của hắn nhưng thân thể thánh chủ cường đại cỡ nào nhiều lắm chỉ là trọng thương mà thôi nhưng thần bí kiếm trĩ không phải bình thường lập tức tràn ngập ra đạo đạo âm lãnh thôn vệ chi lực kinh người bắt đầu cắn bứt linh hồn và tinh huyết của hắn nhưng vương thánh chủ ngơ ngác nhìn tần trần ánh mắt dần dần ảm đạm xuống hắn cũng không ngờ bản thân lại chết như thế mình đường đường là nhân vương thánh chủ vậy mà lại chết trong tay một người trẻ tuổi như tần trần kiếm trĩ thần bí đã nếm máu nhân vương thánh chủ huyết dịch càng thêm yêu dị điên cuồng cắn bứt lực lượng của nhân vương thánh chủ hừ đủ rồi tần trần thản nhiên nói rút kiếm dĩ thần bí ra sau đó trực tiếp thu thân thể thánh chủ của nhân vương thánh chủ vào trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp giờ khắc này thần chiếu giáo chủ và ngọc minh phủ chủ đều kinh hãi vô cùng sợ hãi ngay cả phủ chủ nhân vương phủ có được thần phù cũng bị chém giết hai người bọn họ còn có thể chạy trốn sao bọn họ hiểu rất rõ trước mặt tần trần bọn họ ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có nỗi sợ hãi và hối hận vô tận lan tràn trong lòng bọn họ sớm biết như vậy bọn họ làm sao dám có ý đồ với tần trần nhưng hiện tại hối hận đã muộn cho dù bọn họ chịu xin tha tần trần sẽ bỏ qua cho bọn họ sao vạn nhất bỏ qua thì sao thần chiếu giáo chủ và ngọc minh phủ chủ liếc nhìn nhau lại bắt đầu cầu xin tha thứ hai người thần sắc hoảng sợ liên tục cầu xin tha thứ chỉ cầu tần trần có thể buông tha bọn họ bọn họ nguyện ý nghe theo hiệu lệnh của tần trần sau này lấy tần trần làm thiên lôi sai đô đánh đó điều này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người phủ chủ quản hàng phủ cũng ngơ ngác nhìn về phía chân trời hai vị cao thủ phủ chủ tại vấn hàng thiên lại hướng một thiếu niên cầu xin tha thứ ha ha tha cho các ngươi tần trần nở nụ cười chỉ là nụ cười rất là lạnh lẽo trước tiên hắn căn bản không tin bọn thần chiếu giáo chủ sẽ thật lòng thần phục mình một khi chờ hai người thoát khốn tất nhiên còn có thể phản bội trừ phi mình có thể linh hồn nuôi dịch bọn họ đương nhiên chỉ cần hai người nguyện ý tần trần chưa chắc không thể lưu lại dấu ấn trong đầu hai người nhưng cho dù hai người nguyện ý tần trần cũng không muốn làm như vậy bởi vì thiên hồn cấm thuật quá đặc thù ở trong thiên giới mặc dù cũng có cao thủ có thể nuôi dịch người khác nhưng thường thường là dựa vào linh hồn vượt xa đối phương một khi để người của thiên giới biết được một võ giả nửa bước thánh chủ đỉnh phong lại có thể nuôi dịch hai thánh chủ sơ kỳ đỉnh phong vậy sẽ tạo thành chấn động thậm chí còn phải hơn cả mình đạt được truyền thừa của thiên hỏa tôn giả đến lúc đó nhân vật cao cấp nhất của thiên giới đều sẽ chú ý tới bản thân muốn tìm tới cửa huống chi nếu không phải mình kịp thời chạy tới những gia hỏa này sẽ động thủ với thiên tuyết dám động đến nữ nhân của mình sao có thể còn sống từng trần không để ý tới hai người cầu xin tha thứ hung hãn ra tay a à, chúng ta liều mạng với ngươi thần chiếu giáo chủ và ngọc minh phủ chủ như phát điên nếu như có thể sống hai người đương nhiên nguyện ý vứt bỏ tôn nghiêm nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới từng trần lại tình nguyện giết bọn họ cũng không nguyện ý tiếp nhận thần phục của bọn họ điều này làm cho lòng tự tôn và nội tâm bọn họ đều bị ngăn cản không gì sánh được hai người lập tức điên cuồng vô cùng chỉ có thể dốc hết toàn lực đánh một trận thánh chủ đương nhiên có tôn nghiêm của thánh chủ thần chiếu giáo chủ và ngọc minh phủ chủ đều là bộc phát ra lực lượng mạnh nhất thiêu đốt tuổi thọ chém giết đẫm máu có thể trở thành thánh chủ đương nhiên là cường giả trong cường giả trong một vạn cao thủ thiên thánh hậu kỳ đều chưa chắc có thể xuất hiện một thánh chủ có thể thấy được khó khăn khi thành tựu thánh chủ càng không cần phải nói là thánh chủ sơ kỳ đỉnh phong hai người hiện tại vô cùng hối hận chẳng những hối hận vì lợi ích tham gia tấn công quảng hàng cung đắc tội với tần trần càng hối hận là không mang theo toàn bộ cao thủ trong thế lực đến nếu không tuyệt sẽ không chật vật như vậy hai vị thánh chủ đều có sức chiến đấu cực điểm rống to như sấm cho dù chết bọn họ cũng muốn kéo tần trần làm đệm lưng đây là tôn nghiêm của thánh chủ đáng tiếc thần dũng của bọn họ chỉ vừa hiện lên tần trần ngay cả mấy đại thánh chủ trước đó liên thủ còn không sợ hiện tại lại có thiên tuyết hiệp trợ làm sao có thể bị hai người này đánh chết từng trần cường thế tiêu diệt chỉ hơn trăm chiêu mà thôi hai vị thánh chủ lần lượt bị chém đầu bầu trời chấn động máu của thánh chủ rơi xuống toàn bộ trên không quản hàng cung giống như hóa thành huyết hải thiên đạo đều đang chấn động phản phất như đang rên rỉ thánh chủ đó là cao thủ đỉnh cấp nắm giữ một loại đại đạo nào đó đến mức tận cùng dung hợp với thiên đạo của thiên giới thánh chủ càng nhiều tự nhiên thiên giới càng mạnh hiện tại lập tức ngã xuống chính vị thánh chủ thiên đạo của thiên giới cũng phản phất đang rên rỉ từng đạo thánh chủ đáng sợ tung hoành giữa bầu trời làm cho vô số cường giả quảng hàng phủ bên dưới rung động khôn cùng trên chân trời từng trần tắm rửa máu thánh chủ còn mắt khép hờ bình ổn sát ý trong lòng lần ra tay này không một ai có thể chạy thoát cửu đại thánh chủ tất cả đều chết hết đây là sự thê thảm tới cỡ nào thân thể từng trần cũng không tính là cao lớn hắn lẳng lặng đứng ở phía chân trời bên cạnh bồ bạn với u thiên tuyết thi hài chiến tộc sau lưng cao vút trận chiến này trên thân thi hài chiến tộc giống như vết tích gặp phải oanh kích tử vong khí trong cơ thể cũng đã bị tiêu diệt rất nhiều xem như là bị thương tích không nhỏ nhưng chiến tích cuối cùng cũng là kinh người thậm chí có thể gọi là vang dội cổ kim có thể ghi vào sử sách tất cả mọi người kinh ngạc nhìn vào bầu trời cao ngạo đứng ở đó từng trần giống như ma thần vĩnh viễn cũng khó có thể quên hình ảnh như vậy giờ khác này từng trần lưu lại dấu ấn trong lòng tất cả mọi người trở thành ký ức cả đời đây chính là đệ tử thiên công tác của ta sao là thiếu niên sư tôn bảo ta chú ý sao quả nhiên cường hãn xa xa phía chân trời một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện là dự quan thánh chủ của thiên công tác hắn không biết chạy tới từ lúc nào lẳng lặng đứng ở trong hư không nhìn bộ dáng đại sát tứ phương cuối cùng của tần trần trên mặt mang theo vẻ kích động mơ hồ còn về phần đám cao thủ của phủ chủ nhân vương mang đến lúc này cũng đã tuyệt vọng từng chiếc từng chiếc chiến hạm chật vật quay đầu điên cuồng chạy trốn muốn thoát khỏi nơi này tốc độ so với lúc tới không biết nhanh hơn bao nhiêu lần trong lòng mỗi người đều tràn đầy sợ hãi từng trần không có đuổi bắt những lính tôn tướng của này tự có người của quản hàng phủ xử trí khai giật thánh chủ những người này giao cho ngươi toàn bộ chém giết một tên cũng không tha quả nhiên quản hàng cung chủ nhìn về phía thánh chủ khai giật lạnh lùng nói những người này đều là những người đã từng tiến công quản hàng phủ sao có thể để cho bọn họ bình yên đào tổ như vậy vâng cung chủ đại nhân khai giật thánh chủ toàn thân run lên cảm thấy hàng ý vô tận tuy cuối cùng hắn cũng không phản bội quản hàng cung nhưng lúc phi hồng thánh chủ lôi kéo hắn toàn bộ quản hàng phủ rơi vào tuyệt cảnh trong lòng hắn vẫn dao động nếu như không phải từng trần cường thế xuất hiện hắn cũng không biết mình có thể hay không phản bội dưới sự đồ độc của phi hồng thánh chủ cho nên đây là quản hàng cung chủ trừng phạt hắn hơn nữa chỉ là khởi đầu nhưng mà trong lòng khai giật thánh chủ lại không có bất kỳ bất mãn gì chỉ là may mắn nếu như lúc ấy hắn đáp ứng yêu cầu của phi hồng thánh chủ như vậy đối mặt với hắn sẽ là gì trong một ý nghĩ đó là sinh tử hắn thật sự đã nhận thức được hắn quát lạnh một tiếng mang theo rất nhiều cao thủ của quảng hàng phủ phóng lên trời bắt đầu đuổi giết số lượng lớn cao thủ của nhân vương phủ lập công chuộc tội trên chân trời từng trần ngạo nghễ đứng đó trên đỉnh đầu là hình ảnh vô số cao thủ quản hàng phủ đuổi giết chiến hạm nhân vương phủ từng chiếc chiến hạm nổ tung vô số cường giả đang kêu thảm thiết ngã xuống phía dưới là phế tích đổ nát cả tòa quảng hàng cung dưới đại chiến kịch liệt như vậy đổ nát theo lương không ít nơi trực tiếp vỡ nát vô số không gian hủy diệt từng tòa kiến trúc sụp đổ cần phải lần nữa thành lập lại mọi người ở giữa đống đổ nát tìm kiếm vật chất cứu trợ người bị thương là hình ảnh hy vọng và sống mà tần trần ở giữa hai người hắn thu hồi thi hài chiến tộc nhìn về phía thiên tuyết bốn mắt nhìn nhau trái tim của hai người đều run lên thiên tuyết tần trần nỉ non trần thiên tuyết cũng nói nhỏ hốc mắt đỏ lên thiên ngôn vạn ngữ đều không nói gì hai người ôm chặt lấy nhau thật lâu không muốn tách ra phía dưới úy tư thanh tân đình đình lệ vãn tuyết cùng với vô số các thánh nữ đều kinh ngạc nhìn một màn này không hiểu sao có chút cảm thương chua xót trong lòng trống rỗng phản phất như đi đâu đó yên lặng chút phút đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha